Gì hả? Anh Tuấn. Kiều Như. Anh Tuấn, cô này là... Em không cần ngạc nhiên quá như vậy. Đây là Phù Dung. Phù Dung á chỉ là nghệ danh thôi. Tên thật của em á là Nhị Hà. Cô tên là Nhị Hà? Không thể nào. Tại sao lại không thể nào hả chị gái? Lâu quá không gặp em. Và quan trọng hơn nữa, em chính là bạn gái của anh Tuấn. Anh Tuấn, cô bé này là bạn gái của anh sao? Phải đó, em chính là bạn gái của anh Tuấn đó. Cô này là bạn gái của anh sao anh Tuấn? Dì Hà, dì Hà làm tôi khó xử quá. Vậy còn chị, chị gái, chị là dì của anh Tuấn vậy? Tôi hả? Tôi là Kiều Như, Lê Nguyễn Kiều Như. Tôi là cố nhân của anh Tuấn. Rất vui được gặp cô em. Chào chị. Nhưng mà hình như cố nhân á là thua bạn gái chắc rồi ha. Nhìn cô em giống kỹ nữ quá ha. Son phấn lòe loẹ, nhưng mà cũng rất là đáng yêu đó. Kiều Như. Nhưng mà còn chị, chị á, chị rất là mặn mà, nhưng bị cái là hơi già. Chị gái à, giờ này sao còn lang thang ngoài đường một mình như vậy vậy chị gái? Cô em trông trẻ quá, rất giống một đứa con nít. Con nít thì chắc chắn rồi, nhưng mà dù sao cũng dễ thương hơn một bà già, đúng không chị gái? Chuyện gì vậy nè? Chết mình rồi, nhìn bọn họ đáng sợ quá. Ai vậy nè? Nãy giờ hai người bắt tay nhau cũng đã lâu rồi, thôi mình bỏ ra đi ha. Thôi bây giờ tôi giới thiệu, giới thiệu với lại Kiều Như, đây là Nhị Hà. Giới thiệu với Nhị Hà, đây là Kiều Như. Không cần giới thiệu. Kiều Như, Nhị Hà, Nhị Hà, Nhị Hà, Nhị Hà. Nè, hồi nãy nói cái gì mà lúng túng vậy? Kệ người ta, người ta thích nói gì người ta nói à. Trời, sao mà dám nhận là bạn gái của tôi? Để bạn của tôi hiểu lầm rồi kìa. Chưa thấy em ức hả? Nếu chưa thấy em ức á thì chạy theo người đó đi, năn nỉ người đó đi, mắc mớ gì đi theo người ta. Người ta khùng mà, muốn nói gì thì nói à. Nè, tự nói mình khùng đó nha. Sao hồi nãy kêu anh, bây giờ kêu chú là sao? Lúc thương á thì kêu bằng anh, bây giờ ghét rồi, ghét thì kêu bằng chú luôn. Vậy hả? Vậy chính xác bây giờ là muốn kêu tôi bằng cái gì? Kêu là ông khùng. Ông khùng mê gái mới đúng. Nè, tôi chưa có nói xong mà đi đâu vậy? Chú buông tay người ta ra. Buông ra. Nè, đi theo tôi. Chú đưa con đi đâu vậy? Nè, không được kêu bằng chú nữa. Đã gọi là anh thì mãi mãi phải gọi là anh, biết chưa? Vậy kêu anh chú Tuấn luôn, được chưa? Đúng là đồ khùng mà. Đi.